Xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị thân mến, việc xem tử vi cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 1 thì sẽ giúp cho quý vị nắm được vận mệnh của mình là tốt hay xấu, và qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Nhâm Dần trong tháng 1 sẽ chỉ rõ cho quý vị những bước đi chính xác trong tháng 1. Trong phần luận giải về tử vi sẽ phân tích về bốn phương diện chính, đó chính là tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Để có được điều này thì thầy Gia Cát sẽ cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy hàng đầu về tâm linh và tử vi phong thủy sẽ phải phân tích về sao hại cũng như là những yếu tố thiên địa nhân có ảnh hưởng trực tiếp đến lá số tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, và qua đó thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta nắm được thiên cơ để biết cách phòng tránh, và thầy cũng chỉ ra cho quý vị những phương án hóa giải hết sức hiệu quả và đơn giản, giúp cho con đường tài lộc của quý vị được hanh thông và thuận lợi. Vậy thì cụ thể như thế nào, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây dành cho quý vị tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 ngày hôm nay. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 có mệnh Kim Bạc Kim là những người yêu thích sự yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm. Sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để người mình yêu thương được hạnh phúc và bình an. Nữ giới tuổi Nhâm Dần có tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt trong nóng ngoài lạnh. Họ có phần nữ tính, do dự, không quyết đoán, bốc đồng song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới lại là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc ở nơi công sở chứ không mang về nhà. Căn nhà chính là thánh địa của gia đình. Họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Tuổi Nhâm Dần đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu cho nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn, rất cần được người phối ngẫu quan tâm, hỏi han. Nhưng nhìn chung tháng này công việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp cho quý gia chủ củng cố tài chính, phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc, ăn uống không thấy ngon miệng. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là tỷ kiên, có nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Nhâm Dần cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Người tuổi Dần sinh năm 1962 gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp vào tháng này, báo hiệu sẽ có nhiều bội thu. Bằng kinh nghiệm sẵn có của mình, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển đi lên. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ rệt trong khoảng thời đầu tháng, tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia nhiều vào những buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không thì dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Người làm đầu tư kinh doanh cũng gặp được những người bạn hàng đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác làm ăn hướng tới một mục tiêu chung. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bản mệnh cần phải cẩn thận khi giải quyết các mối quan hệ về hành chính, cả mất tiền, mất cả quý nhân. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài lộc khá vượng, tuổi Nhâm Dần có thể được hưởng lợi ích đều đặn từ những khoản đầu tư hoặc tiết kiệm trước đó, giúp cho đời sống gia đình trở nên dư giả. Ngoài ra, một số người được thăng chức tăng lương cũng nâng cao chất lượng cuộc sống,
Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những điều đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu, vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi bất kỳ lúc nào. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để cho quý gia chủ có thể mang lại tác dụng công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần không được lý tưởng như mong muốn. Có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả, lo toan nhiều khiến cho tinh thần luôn căng thẳng, cơ thể mệt mỏi. Dù sao thì bạn cũng không còn trẻ như hồi thanh niên, đừng bắt mình phải ôm đồm, lo lắng quá nhiều việc, có nhiều vấn đề cứ nghĩ thoáng ra thì sẽ tốt hơn. Gia chủ cũng nên tin tưởng con cháu, để con cháu giúp mình giải quyết khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống. Các gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, người tuổi Dần sinh năm 1962 gặp vận đào hoa. Đây chính là dấu hiệu tốt với những người đang còn đơn thân hoặc độc thân. Bạn có thể cởi mở trong giao tiếp với mọi người. Bạn có thể sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm chăm sóc mình trong tương lai. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn không nên buông thả cảm xúc của mình, sống phóng túng hoặc giữ quan hệ ám muội với người khác. Đó chính là hành động đáng lên án, gây tác động xấu đến hạnh phúc gia đình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022. Tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là kim bạc kim. Tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình, biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên like video, đăng ký kênh và cùng với đó là ấn chuông để chúng ta có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo mới và bổ ích từ kênh Phong Thủy Gia Cát quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.